Hi, xin chào mọi người, lại là Shake đây. Tiếp tục series Unbox lần trước của mình. Mình sẽ khui tiếp thêm 6 em Skullmana trong series Image of Reality. Em đầu tiên mình khui tên là The Dish Guy, tạm dịch kẻ ngụy trang. Em này được thiết kế một trang phục như một nhà ảo thuật gia, trông như một quý ông vô cùng lịch lãm. Đằng sau lớp mặt nạ của em này là một khuôn mặt khác. Hiện tại đến giờ phút này thì em này luôn gây tranh cãi nhất xét, vì khuôn mặt em này lúc thì giống thỏ, lúc thì giống dê. Chắc bởi vì vẫn không định hình được em này là gì nên mới có tên là kẻ ngụy trang. Không hiểu sao mọi người không thích em này, nhưng cá nhân mình thì lại thích tạo hình của em. Em tiếp theo mình khui là Duality Black, tạm dịch song sinh đen. Đây là em thiên nga đen. Một bên tai của em này được thiết kế một nửa và ngồi trên một chiếc ghế cũng một nửa. Bên chân phải của em này thì có giống như một đôi guốc màu trong suốt. Theo như thiết kế thì em này vẫn còn một nửa còn lại của mình. Em tiếp theo mình khui chính là một đứa con lại của em thiên nga đen, song sinh trắng. Em này cũng được thiết kế một nửa bên tay còn lại để được ghép đồ với em kia. Em này cũng có một chiếc dây bên trái trong suốt. Nếu mà bạn nào trưng lẻ một trong hai em này thì tốt nhất nên phải kiếm em còn lại nhé, như thế mới đúng một cặp. Em tiếp theo tên là The Pivot, tạm dịch điểm xoay. Mình cũng không biết cái tên của em này có liên quan gì tới tạo hình không, vì em này được thiết kế như một đám mây đen đang khóc, ngồi lơ lửng trên một chiếc xích đu. Phần tóc của em này được thiết kế trong suốt, có thể chiếu xuyên sáng sau đầu. Đi kèm phụ kiện là một chiếc đế và một chiếc mặt nạ màu đen. Đây, em tiếp theo chính là Vedette, tên là The Swar, tạm dịch bay lên. Sau đầu em Skullmana này là được thiết kế một nửa cái lồng, bên trong là những chú bồ câu bị giam giữ. Dường như em Skullmana này muốn cho chúng ta biết sự khát khao mãnh liệt của mình, muốn vùng vẫy khỏi chiếc lồng để được bay lên, được tự do tung cánh trên bầu trời. Trời ơi, bây giờ mình mới phát hiện em Skullmana của mình bị lỗi. Em bồ câu đằng sau đầu bị đứt hẳn ra luôn. Nhưng mà không sao, mình có thể dán keo lại được. Em cuối cùng mình khui tên là The Philosophy, tạm dịch The Extric Lý. Tạo hình của em này cũng phải được gọi là một kính một mười với The Swa. Nhìn cực kỳ bắt mắt và quý phái. Hai bên tai của em này được thiết kế có một tròng mắt vô cùng chi tiết, cũng là một thiết kế khá là ấn tượng. Phụ kiện đi kèm với em này là một chiếc đế và một cái mặt nạ hình cú keo nha. Tuy thiết kế của em này trông trí tuệ nhưng cũng cực kỳ quý phái và sang chảnh. Cùng ngắm lại các em này với mình nhé. Video đến đây là hết rồi. Hẹn mọi người những lần unbox sau nhé.